Xin kính chào và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả cùng nghe phần tin. Tính đến chiều ngày 3 tháng 1 năm 2021, Việt Nam ghi nhận 12 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh, được cách ly ngay ở Hà Nội và Phú Yên. Như vậy, nước ta hiện có 1.494 ca mắc. Bộ Y tế yêu cầu từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, ngành y tế các địa phương mở đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt chú ý công tác kiểm soát nhập cảnh, tăng cường kiểm tra giám sát các điều kiện quy trình nhập cảnh, kiểm tra y tế nhằm phát hiện sớm, xử lý ngay những trường hợp đầu tiên, không để dịch lây lan. Các địa phương xây dựng các phương án, kịch bản chống dịch cụ thể, phân công lấy mẫu, điều phối xét nghiệm khi có dịch xảy ra trên địa bàn, phân công cán bộ trực dịch 24/24 giờ trong thời gian nghỉ Tết. Ngày 3 tháng 1, huyện Mường Ảng phối hợp với đoàn thiện nguyện, Liên Hoa Tâm và các mạnh thường quân tổ chức khánh thành hai điểm trường nhân ái tại bản Pá Liếng, Sảng Cang. Năm học 2020-2021, điểm trường mầm non Pá Liếng có 32 trẻ và 12 học sinh cấp tiểu học. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và tạo điều kiện kết nối với dự án điểm trường nhân ái cho trẻ em vùng cao đã tài trợ gần 500 triệu đồng để xây dựng hai phòng học và hai phòng công vụ. Hai sân bê tông rộng 60m² tại điểm trường Pá Liếng. Công trình được khởi công từ đầu tháng 11 năm 2020 đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích phòng học 75m², được xây dựng bằng chất liệu tôn lạnh 3 lớp, mái lập tôn chống nóng, sàn lát gạch đá hoa. Việc hỗ trợ xây dựng phòng học đã trở thành niềm vui của cô trò trường mầm non và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hua Nguống nói chung và cô trò điểm trường Pá Liếng nói riêng. Dự án điểm trường nhân ái cho trẻ vùng cao đã mang lại môi trường làm việc và học tập khang trang, sạch đẹp trong năm học 2020-2021 và những năm học tiếp theo. Bằng nhiều nguồn vốn từ các chương trình dự án khác nhau, huyện Mường Ảng đã tích cực đẩy mạnh hỗ trợ sản xuất, giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế ổn định cuộc sống. Bằng các nguồn vốn thuộc các chương trình khác nhau, huyện Mường Ảng đã phân bổ và giao cho các phòng ban chuyên môn tập trung hỗ trợ theo nhu cầu thực tế sản xuất của người dân. Trong đó tập trung hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi phục vụ cho phát triển nông nghiệp như hỗ trợ các giống trâu, bò sinh sản, giống lúa, ngô lai để người nghèo trồng trọt, chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh việc hỗ trợ cây con giống, các cơ quan đơn vị phòng ban chuyên môn còn phối hợp với chính quyền các xã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghề, hướng dẫn cho các thành viên hộ nghèo các kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, hộ gia đình. Nhờ được sự hỗ trợ của nhà nước, nhiều hộ nghèo huyện Mường Ảng đã có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Trong năm 2020, huyện Mường Ảng đã giảm được gần 5% hộ nghèo xuống còn dưới 27%. Đưa vốn vay ưu đãi đến đúng đối tượng, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận dễ dàng vốn vay là mục tiêu mà Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Ảng đã và đang triển khai thực hiện. Theo đó, để thực hiện có hiệu quả mục tiêu này, hiện nay Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Ảng đã xây dựng và triển khai thực hiện 16 chương trình tín dụng chính sách, vận động linh hoạt các nguồn vốn huy động để bố trí đủ vốn cho các nhu cầu vay. Để đồng vốn đến tay các đối tượng thụ hưởng đạt hiệu quả, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, xây dựng hợp đồng ủy thác, triển khai rà soát, xác định đối tượng để cho vay vốn. Từ đó đã hình thành mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn từng bản, tổ dân phố. Với cách làm này, hiện tổng dư nợ cho vay ủy thác tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Ảng đã đạt trên 300 tỷ đồng, tạo điều kiện cho gần 13.000 hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thời gian qua, thực hiện quyết định số 33/2015 ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, tính đến cuối tháng 12 năm 2020, trên địa bàn xã Búng Lao có 68 hộ được hỗ trợ vay vốn làm nhà ở với tổng số tiền cho vay là 1,7 tỷ đồng. Đây là nguồn ưu đãi lớn của nhà nước giúp các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở có điều kiện xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thông qua việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đã khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ trong cộng đồng theo đúng chủ trương nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở. Việc vận động hướng dẫn người nghèo tích cực tham gia xây dựng nhà ở cho chính mình còn tạo cho họ có sự chủ động, tự tin để vươn lên thoát nghèo bền vững. Để giữ vững an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, giúp người dân đón xuân an toàn, Công an huyện Mường Ảng đã và đang tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Theo đó, Công an huyện đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao cảnh giác, phòng ngừa các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản trong dịp Tết,
tuyên truyền đạo trái pháp luật. Cùng với đó, đơn vị còn chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã thị trấn tăng cường bám nắm địa bàn, chủ động rà soát các loại tội phạm, đối tượng vi phạm pháp luật để đấu tranh. Đồng thời, tranh thủ vai trò của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín các bản, tổ dân phố trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác, truy bắt tội phạm, tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Thời gian qua, huyện Mường Ảng đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác mạng thông tin trong hoạt động điều hành, quản lý hồ sơ công việc, khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống giao ban trực tuyến, tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 tại các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã thuộc huyện. Thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được phê duyệt, tổng hợp danh mục dự án bổ sung cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và các mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn. Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, rà soát quy hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Kế hoạch giao đất, cấp giấy chứng nhận đất lâm nghiệp chưa có rừng, triển khai công tác lập quy hoạch giao đất giai đoạn 2021-2030, thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn gắn với mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường, tổ chức vận động nhân dân thường xuyên dọn vệ sinh, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp. Thời gian qua, Công an huyện Mường Ảng đã đẩy mạnh công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, qua đó đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Qua thống kê, năm 2020, Công an huyện Mường Ảng đã vận động nhân dân giao nộp được 49 khẩu súng các loại, 14 kiếm tự chế. Để thu hồi được lượng lớn vũ khí này, Công an huyện đã phối hợp với các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tại các tổ dân phố bản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về các quy định của pháp luật trong quản lý vũ khí, vật liệu nổ. Đồng thời tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết không tàng trữ, mua bán và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhưng tính đến hết năm 2020, huyện Mường Ảng mới đào tạo nghề cho 196 lao động nông thôn, đạt 56% kế hoạch. Để công tác đào tạo nghề đạt hiệu quả, huyện đã gắn đào tạo nghề với nhu cầu của người dân và thị trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để lao động nông thôn tham gia học nghề phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện và sở trường của từng người, ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế trong phát triển kinh tế của địa phương. Trong năm 2020, theo kế hoạch, huyện Mường Ảng sẽ tiến hành đào tạo nghề cho 350 lao động nông thôn. Tuy nhiên, hết năm, huyện mới thực hiện đào tạo được 196 lao động, đạt 56% kế hoạch. Nguyên nhân là do nguồn kinh phí bố trí cho việc thực hiện đào tạo nghề còn hạn chế. Ngoài ra, một bộ phận người lao động trên địa bàn chưa thực sự coi trọng việc học nghề, còn tư tưởng ỷ lại vào các chế độ chính sách hỗ trợ trực tiếp của Đảng và Nhà nước, dẫn đến công tác đào tạo nghề chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Để chủ động trong công tác chăm sóc, chống rét cho cây cà phê, bà con cần tăng cường các biện pháp như tỉa bỏ các cành sâu bệnh hại, tạo tán cân đối thông thoáng để cây cà phê phục hồi và phát triển tốt sau thời gian thu hoạch, đồng thời thu gom các tàn dư thực vật trên vườn để tiêu hủy. Trước đợt rét đậm rét hại có thể tiến hành phun thuốc hóa học chứa đồng hoặc kẽm như Zinep 80 WP hoặc Anchacun 700 WP để tăng cường chống chịu cho cây. Khi nền nhiệt độ dưới 15 độ C, trừ việc tưới nước lên lá để chống rét và giữ ẩm, không tác động bất kỳ biện pháp kỹ thuật nào lên cây cà phê như tỉa cành, xới sáo, bón phân, không phun phân bón lá hay thuốc kích thích sinh trưởng. Khi nhiệt độ cao hơn 15 độ C, tiến hành chăm sóc bình thường, có thể bổ sung dinh dưỡng qua lá để cây nhanh phục hồi. Chú ý, phun theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất, việc lạm dụng thuốc sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng phát triển của cây. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Mường Ảng. Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ở Mường Ảng đã có chuyển biến tích cực. Đến nay, huyện đã có 2 xã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí. Khi bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, với xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng lạc hậu, đường xá đi lại trong toàn huyện rất khó khăn, tập quán sản xuất của bà con mang tính tự cung tự cấp, tỷ lệ hộ nghèo cao. Xác định rõ những khó khăn, thử thách trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên về quan điểm, nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong xây dựng nông thôn mới. Các cơ quan đơn vị đã chủ động tuyên truyền các nội dung của chương trình, lồng ghép các nội dung của cơ quan đơn vị mình vào triển khai thực hiện, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra. Cùng với đó, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả trong công tác tổ chức thực hiện giữa các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc,
tạo được sự đồng thuận cao của toàn xã hội đối với chủ trương xây dựng nông thôn mới. Công tác triển khai lập quy hoạch, xây dựng đề án theo tiêu chí nông thôn mới được triển khai thực hiện cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, huyện đã chú trọng trong thực hiện công tác dân vận trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến từng bản và cá nhân mỗi người dân. Qua đó, nhận thức của người dân các dân tộc về chủ trương, cách làm trong chương trình xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng cao. Mặt khác, huyện cũng chú trọng công tác tuyên truyền thông qua các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở, đã lồng ghép việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách và các nội dung của chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, Mường Ảng vẫn còn nhiều khó khăn trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện huyện vẫn còn 5 xã chỉ đạt từ 7 đến 10 tiêu chí, bình quân toàn huyện đạt 11,7 tiêu chí. Nguyên nhân chủ yếu là do còn lúng túng trong việc xác định thế mạnh kinh tế của địa phương để định hướng cho nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Chưa nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả nên không tạo được lượng hàng hóa lớn và có chất lượng cao. Nguồn lợi phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thiếu. Đời sống kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn nên việc huy động nguồn lực trong dân còn nhiều hạn chế. Mục tiêu của Mường Ảng là đến năm 2021, toàn huyện có thêm 1 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, trên 1 bản nông thôn mới kiểu mẫu và trên 2 bản nông thôn mới. Số tiêu chí bình quân 12,6 tiêu chí trên 1 xã, không còn xã nào đạt dưới 7 tiêu chí. Để đạt được những mục tiêu đề ra, thời gian tới, Mường Ảng tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo các xã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng có trọng điểm theo quy hoạch. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình làm đường giao thông nông thôn, chú trọng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân ở tuyến cơ sở. Thực hiện đồng bộ các chính sách về đầu tư cho giáo dục. Với việc xây dựng lộ trình cụ thể, phù hợp trong công cuộc xây dựng nông thôn mới cho từng địa phương, trong từng giai đoạn sẽ là hành trang quan trọng giúp bức tranh nông thôn mới ở Mường Ảng thêm khởi sắc. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Mường Ảng phát triển giao thông nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp huyện Mường Ảng đã huy động mọi nguồn lực, vận động tranh thủ sự đồng thuận của nhân dân để xây dựng giao thông, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tuyến đường nội bản Huông Uống Sảng Cang vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng sau 8 tháng thi công. Đây là con đường dân bản đã mong chờ được bê tông hóa từ lâu. Để có con đường rộng rãi sạch đẹp này, 35 hộ dân dọc tuyến đường đã tình nguyện hiến đất và tài sản trên đất để làm đường. Ông Lò Văn Nghiên, bí thư chi bộ bản Huông Uống cho biết: "Khi có chủ trương làm đường, chúng tôi đã họp dân tuyên truyền, gặp riêng từng hộ, vận động giải thích cặn kẽ để người dân hiểu, vui vẻ hiến đất. Ban đầu nhiều hộ cũng lăn tăn, đòi bồi thường thì mới bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, khi đã nhận được lợi ích lâu dài, người dân vui vẻ ủng hộ. Tuyến đường từ tổ dân phố 2 thị trấn Mường Ảng đi quốc lộ 279 có tổng mức đầu tư trên 6 tỷ đồng cũng vừa hoàn thành đưa vào sử dụng. Để hoàn thành tuyến đường, nhiều hộ dân không chỉ hiến đất, còn tự giác phá tường rào bao của gia đình để giải phóng mặt bằng cho đơn vị thi công." Theo đánh giá của lãnh đạo Ban Quản lý Dự án huyện Mường Ảng, nếu không có sự góp sức đồng lòng của người dân sẽ không thể đủ nguồn lực, điều kiện thực hiện công trình như thời gian dự kiến. Trên địa bàn xã Búng Lao, những năm gần đây, hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư tương đối bài bản. Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Búng Lao cho biết, ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, xã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của chủ trương phát triển hệ thống giao thông nông thôn, về phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Người dân ủng hộ đã góp phần quan trọng trong xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, nhiều tuyến đường chính, đường liên thôn, liên xã từng bước được nâng cấp, mở rộng. Như đường dân sinh Bản Pá Sáng với chiều dài 1,65 km có tổng mức đầu tư 3,2 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm 2019. Đường từ khu Tà Cô của bản Na Dên đi bản Hủy Cắm với chiều dài 3 km cũng được nhân dân ủng hộ ngày công hiến đất làm đường. Đối với xã Mường Đăng, chỉ 5 năm trước, trên địa bàn hầu như các tuyến đường trục bản, đường nội đồng là đường đất, lầy lội vào mùa mưa, bụi bay mù mịt khi nắng, khiến cho việc đi lại của người dân rất vất vả. Ông Quang Văn Thân, Chủ tịch UBND xã chia sẻ, xã đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động, từng bước cứng hóa đường giao thông nông thôn, góp phần hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã có 10 trên 12 bản có đường ô tô đi lại thuận tiện cả hai mùa. Đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa cứng hóa 100%. Mạng lưới giao thông nông thôn không ngừng được hoàn thiện đã tác động tích cực đến sản xuất sinh hoạt của nhân dân, mang lại một diện mạo mới cho nông thôn Mường Ảng trong thời gian qua. Ông Tạ Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng cho biết, thời gian qua, huyện đã tập trung mọi nguồn lực ưu tiên phát triển giao thông nông thôn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia hiến đất, góp ngày công. Trong năm 2020, từ nhiều nguồn vốn, toàn huyện đã bê tông hóa nhựa cứng được trên 44 km đường với tổng số tiền trên 90 tỷ đồng. Trong đó, giá trị tiền đất và ngày công do người dân hiến khoảng 20%.
Trong thời gian tới, huyện tiếp tục phát huy hiệu quả kinh nghiệm huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện bê tông hóa, cứng hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn, tiến hành quy hoạch xây dựng các tuyến đường mới nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, bà con nông dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện Mường Ảng đang tập trung nạo vét, tu sửa kênh mương, làm đất, chuẩn bị gieo cấy vụ đông xuân năm 2021, đảm bảo theo đúng khung thời vụ, phấn đấu đạt năng suất theo kế hoạch đề ra. Vụ đông xuân năm nay, huyện Mường Ảng gieo cấy trên 1.000 ha lúa. Trong đó, mở rộng diện tích lúa thuần chất lượng, sử dụng các giống có năng suất chất lượng cao như Bắc Thơm số 7, IR64, Z02, NEP N87, N97 với tỷ lệ hợp lý. Trong bối cảnh sản xuất vụ đông xuân sẽ đứng trước những khó khăn rất lớn do thời tiết khó lường, rét đậm, rét hại, tình hình khô hạn, thiếu nước có thể xảy ra. Vì vậy, để khắc phục những khó khăn, chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thực hiện thắng lợi sản xuất vụ đông xuân, Ủy ban Nhân dân huyện Mường Ảng đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ động bám sát tình hình sản xuất ở địa phương để chỉ đạo các xã thị trấn, tuyên truyền cho nhân dân khẩn trương nạo vét, tu sửa lại hệ thống kênh mương, làm đất chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực, đặc biệt là cấp nước phục vụ sản xuất theo đúng khung lịch thời vụ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để có biện pháp xử lý, chỉ đạo cho phù hợp, giảm thiểu tối đa thiệt hại. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nhân dân kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, cách nhận biết bệnh và phòng bệnh cho lúa để người dân chủ động trong sản xuất. Ông Kiều Xuân Hoàng, trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mường Ảng cho biết. Đối với việc mà sản xuất lúa vụ đông xuân thì để đảm bảo theo cái chỉ tiêu cũng như kế hoạch giao thì hiện nay là phòng nông nghiệp cũng như là đã phối hợp chặt chẽ với trung tâm dịch vụ nông nghiệp cũng như ủy ban các xã tham mưu ra các văn bản chỉ đạo bà con nông dân làm sao đảm cái nhất là đảm bảo cái việc gieo trồng là đúng theo cái lịch chỉ đạo thời vụ của huyện. Thế thì hiện nay thì là đối với cái việc mà làm đất của hộ dân, các hộ dân trên bàn huyện đã tiến hành làm đất cơ bản là đạt trên 90% cái diện tích theo kế hoạch giao là 1.070 ha của diện tích gieo trồng lúa vụ đông xuân. Vụ đông xuân năm nay, xã Mường Lạn phấn đấu gieo cấy 100% diện tích. Những ngày qua, trên khắp các cánh đồng, người dân đang tích cực làm đất. Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thiện khâu chuẩn bị đất và sẽ tiến hành gieo xạ theo đúng khung lịch thời vụ của huyện. Ông Trần Quốc Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Lạn nói. Ủy ban Nhân xã cũng chỉ đạo các bản là tổ chức gọi là gieo cấy theo đúng lịch của huyện là từ thời gian là từ mùng 5 tháng 1 cho đến ngày 15 tháng 1 đảm bảo theo đúng lịch. Và cũng chỉ đạo cán bộ khuyến nông bản là trong thời gian gieo cấy thì tăng cường xuống các bản để kiểm tra các cái diện tích mà có nguy cơ ảnh hưởng đến rét. Ảng Cang là xã có diện tích lúa đông xuân lớn nhất huyện với trên 240 ha. Cũng như nhiều địa phương khác, sau khi thu hoạch xong lúa mùa, chính quyền xã đã chỉ đạo các bản huy động nhân lực đẩy nhanh tiến độ làm đất, chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ đông xuân theo đúng khung lịch chỉ đạo của huyện, phấn đấu sớm hoàn thành gieo cấy lúa đông xuân. Hiện nay, tại một số diện tích thuận lợi về nước tưới, bà con đã bắt đầu gieo cấy. Ông Lò Văn Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ảng Cang cho biết. Chúng tôi đã chỉ đạo nhân dân là tập trung nạo vét kênh mương, tập trung cày vừa làm đất để chuẩn bị gieo cấy theo khung lịch thời vụ của huyện. Trong quá trình chăm sóc lúa thì sẽ chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên theo dõi thăm đồng, rồi là tuyên truyền tới người dân áp dụng các biện pháp về phòng chống rét, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa. Theo ông Hà Minh Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lậm Lịch cho biết, với địa hình toàn đồi núi dốc nên diện tích lúa nước toàn xã Lậm Lịch chỉ trên 70 ha. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các bản và bà con nhân dân gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, tích cực đưa cơ giới hóa vào làm đất. Ngoài ra, xã chỉ đạo các bản tổ chức người dân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy để đảm bảo nước tưới cho đồng ruộng. Cử cán bộ khuyến nông xuống từng bản để tuyên truyền, hướng dẫn người dân gieo cấy đúng khung thời vụ, cơ cấu giống theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng. Ông Hà Minh Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lậm Lịch nói. Để chuẩn bị cho vụ đông xuân, thì về phía Ủy ban Nhân xã đã chỉ đạo khuyến nông viên của xã cùng với các cộng tác viên khuyến nông ở các bản là thông báo đến bà con nhân dân trên địa bàn là chuẩn bị đất, bám sát vào lịch gieo cấy
của huyện. Trong đó là trà vụ chính là từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 15 tháng 1 năm 2021 và trà muộn là từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 1 năm 2021 để đảm bảo thực hiện để phù hợp với điều kiện về thời tiết khí hậu để nó đảm bảo được kết quả tốt nhất. Thứ hai nữa là về công tác tuyên truyền, vận động thì cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã là tuyên truyền, vận động đến nhân dân làm sao thực hiện tận dụng tối đa các cái khoảng đất còn trống và không thể thực hiện sản xuất được của những năm trước để làm sao dẫn nước vào để cây ải, chuẩn bị đất phục vụ cho cái vụ đông xuân được kết quả tốt nhất. Mặt khác thì đối với Ủy ban nhân xã đã chỉ đạo tổ điều hành điều tiết nước là thường xuyên theo dõi và điều tiết nước để đảm bảo cho nước cho tưới tiêu phục vụ cho vụ đông xuân. Thời gian tới, tình hình thời tiết được dự báo sẽ có diễn biến phức tạp. Người dân cần theo dõi thông tin dự báo thời tiết để chủ động ngâm ủ, điều chỉnh tốc độ nảy mầm của hạt giống và tranh thủ những ngày nắng ấm, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, đảm bảo an toàn cho diện tích đã gieo. Với những diện tích lúa có thể bị chết rét, cần kịp thời gieo lại hoàn toàn, đồng thời tăng cường công tác chăm sóc, bón phân hợp lý, theo dõi và xử lý sâu bệnh trong quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Tiến hành tỉa rậm, tăng cường chăm sóc hạn chế tối đa thiệt hại. Huyện Mường Ảng đã và đang tích cực chỉ đạo, đôn đốc bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ làm đất, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân xuống đồng gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất, đảm bảo năng suất, sản lượng theo kế hoạch đề ra. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, xã Búng Lao đã có những bước phát triển vượt bậc, cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang, cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp chuyển dịch đúng hướng, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thay đổi khởi sắc từng ngày. Đến xã Búng Lao hôm nay, có thể dễ dàng nhận ra bộ mặt nông thôn nơi đây đã có nhiều thay đổi. Những ngôi nhà mới khang trang mọc lên san sát, đường làng ngõ xóm được mở rộng trải nhựa và bê tông. Các công trình hạ tầng khác cũng khoác lên mình diện mạo mới, khang trang và đẹp đẽ. Hình ảnh mới của Búng Lao cho thấy đời sống kinh tế của người dân đã phát triển hơn trước rất nhiều. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn dưới 12%, thu nhập bình quân đạt 36 triệu đồng trên một người trên một năm. Ông Nguyễn Văn Quyền, trưởng bản quyết tiến xã Búng Lao chia sẻ. Tôi thấy là về cái cấp ủy chính quyền và sự lãnh đạo trong những năm gần đây là đời sống của bà con nhân dân là gọi là thay đổi rõ rệt, đặc biệt là điện đường, trường trạm và các công trình phúc lợi được gọi là kiện toàn và được hưởng ứng của bà con. Kinh tế phát triển gọi là bền vững, một số mô hình được phát triển rõ rệt. Để có được kết quả đó, trong những năm qua, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai rộng khắp các chỉ tiêu nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân. Khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tạo thuận lợi cho sự phát triển ổn định và bền vững. Cùng với đó, Đảng ủy xã cũng tập trung lãnh chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp để phát triển kinh tế như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập trung nhằm đem lại năng suất hiệu quả cao, triển khai hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, đồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đứng ra tiến chấp vốn vay ưu đãi để nông dân có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế. Cùng với đó, xã còn khuyến khích các tập thể, cá nhân xây dựng các mô hình sản xuất tập trung. Đến nay, tổng sản lượng lương thực của xã đạt trên 1.800 tấn. Xã đã phát triển được các vùng sản xuất chuyên canh, cho giá trị kinh tế cao, tiêu biểu như vùng sản xuất rau màu, mía, duy trì trên 160 ha diện tích cà phê. Chuyển đổi diện tích cà phê kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế như cam, xoài, bưởi, nhãn với tổng diện tích trên 130 ha. Lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản phát triển ổn định. Hiện tại, nhiều sản phẩm của địa phương đã chiếm lĩnh được thị trường trong và ngoài tỉnh. Công tác quản lý, bảo vệ và trồng rừng cũng được xã đặc biệt chú trọng. Tổng diện tích rừng hiện có gần 2.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 41%. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Búng Lao cho biết. Trong năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp,
dịch tả lợn châu Phi, dịch bệnh COVID-19 đã tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Song cấp ủy, chính quyền xã Búng Lao đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của huyện, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ công tác một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, huy động sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Đến nay thì kinh tế của xã có nhiều chuyển biến tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng trên người trên năm. Văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. An sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, hộ khá giàu được tăng lên, quốc phòng, an ninh ổn định và giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn. Xã đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, thiết thực. Cùng với đó, lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên địa bàn phát triển mạnh. Chính quyền xã đã triển khai nhiều giải pháp khuyến khích, hỗ trợ để người dân tin tưởng, mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh, khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tiểu thương kinh doanh những mặt hàng, sản phẩm nhà nước khuyến khích, hỗ trợ kinh doanh. Hiện toàn xã có trên 200 hộ kinh doanh cá thể với nhiều ngành nghề kinh doanh như hàng tạp hóa, dịch vụ ăn uống, vận tải hàng hóa, gia công cơ khí, thu mua nông lâm sản, dịch vụ tổng hợp, vật liệu xây dựng. Trên lĩnh vực giáo dục, văn hóa xã hội, xã cũng đạt được những dấu ấn đáng ghi nhận. Cơ sở vật chất các nhà trường được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, chất lượng giảng dạy và học tập được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, giáo viên ở các cấp học 100% đạt chuẩn và trên chuẩn. Công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình và trẻ em được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ tiêm chủng đạt trên 95% trên một năm. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%. Công tác bảo vệ môi trường được các bản quan tâm chú trọng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng nâng cao. Công tác xây dựng nông thôn mới cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hiện nay, xã đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, Đảng bộ xã Búng Lao luôn quan tâm đến công tác xây dựng và củng cố tổ chức đảng. Đảng bộ xã đã triển khai thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh và học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Búng Lao cho biết thêm. Trong thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chỉ tiêu, mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra, đặc biệt là 4 chương trình hành động chuyên đề thực hiện nghị quyết đại hội. Trong đó tập trung vào xây dựng quy hoạch trung tâm xã phù hợp với thực tiễn phát triển, đầu tư chợ trung tâm xã, tạo tiền đề để xây dựng xã Búng Lao thành trung tâm của huyện, trung tâm thương mại của huyện, giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng ít nhất có một bản là đạt bản nông thôn mới kiểu mẫu, tăng cường công tác quản lý đất đai, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất để đấu giá, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật và đất đai theo quy định, đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá cán bộ công chức. Những kết quả đạt được từ công tác lãnh đạo trong phát triển kinh tế xã hội của xã Búng Lao đã từng bước tạo cho nhân dân niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tin rằng với giải pháp đề ra sát, đúng, phù hợp với thực tế của địa phương, kinh tế xã hội của Búng Lao sẽ ngày càng phát triển, vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững. Và đến đây, chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình xin phép được khép lại.
Chương trình được thực hiện bởi các phóng viên Nguyễn Hoàn, Anh Luân, Nguyễn Hưởng với sự tham gia của phát thanh viên Khánh Hòa. Chịu trách nhiệm nội dung Giám đốc Phạm Văn Quyết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.